Hiện nay thì trong những cái căn nhà thông minh hay là trong cái chung cư cao cấp thì cái vấn đề an ninh luôn được đặt lên hàng đầu, và ở những cái nơi ra vào thì thường sẽ có các cái camera giám sát hay là các cái cảm biến. Trong đó thì khóa cửa thông minh là một điều bắt buộc rồi đúng không anh em? Và nắm bắt được điều đó thì Obex đã cho ra mắt một cái sản phẩm camera chuyên dụng cho khóa cửa thông minh nhận dạng bằng khuôn mặt. Đó chính là chiếc camera U3 Smart Lock mà mình đang cầm trên tay đây. Và cái sản phẩm này thì có những cái tính năng đặc điểm gì nổi bật thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái video này nhé. Và mình là An đến từ Brand PC. Cũng giống như những cái chiếc camera 3D đắt tiền khác của nhà Obex thì trên camera 3D U3 Smart Lock này cũng được trang bị cái công nghệ 3D Structured Light. Tức là ở đây phía bên tay trái chúng ta sẽ có một cái module projector dùng để chiếu các cái tia hồng ngoại có cấu trúc lên vật để nhận diện. Và sau đó cái camera hồng ngoại bên tay phải này sẽ thu thập các cái hình ảnh ảnh hồng ngoại như vậy, và sẽ được đưa lên cái bộ xử lý tính toán độ sâu để xuất ra các cái kết quả độ sâu của vật. Thêm một điều nữa, ở giữa này chúng ta sẽ có một cái IR floor light, tức là một cái đèn hồng ngoại để cho cái tăng cái khả năng nhận diện ở trong các cái điều kiện thiếu sáng. Và sau khi có được các cái thông tin về độ sâu đầy đủ thì chúng sẽ kết hợp các cái thuật toán này và các cái hình ảnh độ sâu để thực hiện nhận diện khuôn mặt cũng như là xác định thực thể sống. Đồng thời thì xuất các cái kết quả nhận diện lên trên vi điều khiển ở khóa cửa thông minh và thực hiện các cái tác vụ tiếp theo. Chiếc U3 Smart Lock này có cái khả năng nhận diện khuôn mặt cực kỳ nhanh, chưa đầy 1 giây trong các cái điều kiện ánh sáng bình thường. Và ngay cả khi vào ban đêm thì nó vẫn nhận diện rất là tốt. Cái thiết kế của cái con U3 Smart Lock này là dạng module nhỏ gọn và dễ dàng tích hợp thôi. Điện áp hoạt động trên cái con camera này khoảng từ 5 đến 15V. Và có một điều đặc biệt đó chính là không giống như trên những chiếc camera 3D khác của Obex, chính là các cái chân kết nối dữ liệu sẽ thường là Type-C hoặc là micro USB. Nhưng mà trên cái U3 Smart Lock này sẽ sử dụng 4 cái chân pin cho cái giao tiếp truyền thông nối tiếp ORT. Sẽ có 2 chân pin sẽ là truyền nhận tín hiệu, và một chân pin sẽ là về cấp nguồn này, và một chân pin sẽ là về nối đất. Và quên, nãy giờ mình không nói với anh em về cái camera hồng ngoại thu độ sâu trên chiếc U3 Smart Lock này. Thì nó có cái trường nhìn rất là tốt, 78 độ theo chiều ngang và 53 độ theo chiều dọc. Đồng thời thì nó cũng có cái hình ảnh độ sâu với cái độ phân giải là 800 x 600 pixel ở cái tốc độ khung hình là 26 fps. Cái phạm vi nhận diện của nó thì trong khoảng từ 0,35 đến 1 mét. Và có một điều đặc biệt trên chiếc camera này thì nó vẫn có thể nhận diện thoải mái khi mà khuôn mặt của anh em bị nghiêng này, ngửa lên, cúi xuống, xoay trái hay là xoay phải một góc là 25 độ. Nhà sản xuất cũng khuyến nghị anh em nếu mà tích hợp vào giải pháp ý, thì nên là đặt cái camera này ở cái độ cao là khoảng 1,2 mét và đặt hướng lên trên ở một góc là khoảng từ 10 đến 20 độ để bao quát được nhiều người dùng có các cái chiều cao khác nhau. Và U3 Smart Lock này thì có sẵn các cái thuật toán nhận diện khuôn mặt rồi, và bộ nhớ trên U3 Smart Lock thì cho phép nó có khả năng lưu trữ đến 100 khuôn mặt, và tất nhiên thì mỗi lần nhận diện thì nó chỉ nhận diện được một khuôn mặt thôi, nhưng mà có cái độ chính xác rất là cao và cái thời gian rất ngắn, chưa đầy 1 giây. Và cái đặc điểm ăn tiền nhất trên U3 Smart Lock này chính là nó có cái thuật toán Live Lead Detection, tức là xác thực thực thể sống ấy. Khi mà ngày nay thì những cái kẻ trộm hay là kẻ gian thì ngày càng có những cái cách thức tinh vi hơn để qua mặt camera, như là dùng các cái video, hình ảnh hay thậm chí là mặt nạ 3D. Nhưng mà với cái thuật toán này thì chúng không thể qua mặt được camera này.
Với cái đặc điểm như vậy thì các cái hãng sản xuất khóa cửa thông minh lớn trên thế giới hiện nay như là Desman này hay là Cadas thì đều sử dụng tích hợp cái camera Uba Smart Lock này trên các cái sản phẩm của họ. Hiện nay thì brand BC đang phân phối chính hãng dòng sản phẩm camera Uba Smart Lock cũng như các cái dòng sản phẩm camera 3D khác của OBEC với chính sách bảo hành 12 tháng. Và anh em muốn sử dụng sản phẩm này một cách sớm nhất cũng như được hỗ trợ một cách tốt nhất thì hãy liên hệ với Brand C qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía dưới phần mô tả. Và anh em cũng đừng quên cho Brand C một like, một subscribe để Brand C có động lực ra thêm các sản phẩm mới cho anh em. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.